xem trọn vẹn chương trình YouTube Music Night lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam trên kênh YouTube V Talent. Yêu cầu okay. Cho em có một cú điện thoại về quê em và đã đem lên đây. Wow. Cứu em một cái bây giờ. Cái này của chương trình quá. Lâm Châm. Lâm chi? Em ơi, một là Châm Châm, hai là Lâm Cơm. Châm Châm, hai là Lâm Cơm. Đúng Mỗi rồi. Nào mà lừa Lâm Châm. Lâm Cơm bắt gì chỉ tôi. Chị là Lâm Cơm á. Có đâu phải. Châm Châm là từ đúng, nhưng mà từ địa phương em hay gọi là Lâm Châm. Có một mình em gọi Lâm Châm thôi, chứ hồi đó giờ cả cái miền Tây mình gọi là Châm Châm. Cả cái miền Tây mình gọi là Châm Châm. Đông Khóm, Tân Phước được biết đến là vùng đất nhiễm phèn rất nặng, nhưng người dân đã kiên trì cải tạo để trồng ra những trái khóm thơm ngon và có vị ngọt đặc trưng. Hay quá. Tuyệt vời. Lấy gọi là cái sự khó khăn để làm nên những cái vị gọi là vị giống trái cây tuyệt vời ở Tiền Giang. Đúng không anh chị? Đúng rồi. Tân Phước vẫn được biết đến là thủ phủ của khóm. Nhờ có nghề trồng khóm mà bà con Tân Phước đã có thu nhập và đời sống cải thiện đáng kể. Tự hào là đứng đầu đó. Với thử thách vị ngọt đất phèn thì hai đội sẽ phải thu hoạch 60 trái khóm trong vòng 30 phút. Đội nào hoàn thành tiêu chí và về sớm hơn thì sẽ giành chiến thắng. Tuy nhiên, hai đội phải ăn hết mâm trái cây trước mặt rồi mới được xuất phát. Trời ơi. Cái này là thưởng đúng không mọi người? Cái này là thưởng hay phạt vậy? Ăn trái hai trái vui, ăn như đây là xỉu lên xỉu xuống đó. Thử thách vị ngọt đất phèn bắt đầu. Ăn này xíu đi, ăn nào khó ăn xíu đi. Mấy cái này ngọt ăn được không? Được. Chưa ăn mà cũng ngủ bây giờ chưa. Tách ra ngồi ăn thôi, ngồi để bấu nữa. Ăn lẹ tách ra ngồi ăn thôi, ngồi để bấu nữa. Sao lần này chắc anh lâu lắm mới ăn cục lại. Ăn cho lẹ đi. Ngon quá. Căng môi luôn kìa. Gì hả? Căng môi luôn kìa. Gì hả? Trời ơi, lẹ lẹ đi kệ. Chứ bây giờ còn cắn gì nữa ăn bà. Trời ơi, lẹ lẹ đi kệ. Chứ bây giờ còn cắn gì nữa ăn bà. Chấm muối. Chấm muối à? Chấm muối ăn cho ớn hả? Chấm 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 muối nè. Cái này sao mà tránh được. Có cái muối ngon nè. Anh ăn này là anh đi với nha, tụi em nhỏ nhỏ nha. Đi là sao? No quá. Ăn không đi luôn. Chấm muối nè, chấm muối nè. Ta đang ngăn rồi kệ với lớn với lớn. Ta đang ngăn rồi kệ với lớn với lớn. Tự ăn một mẹt lắm mà, chứ phải ăn một trái đâu mà lo gì. Ý là phải gọc ra nữa. Đi giặt kìa. Mọi người hả, chấm thử cái muối rơi của Vi Phong mà ngon lắm nè mọi người. Trời ơi, sao chính mà chấm muối Vi Phong là ngon tuyệt vời luôn nha. Ngon nha. Cái trái xoài này rất là chua nha, mà chấm vô miếng muối cái là nó cân bằng, nó nồng đủ chua của trái xoài nha. Ngon ăn, ngon, dài thêm trái nữa. Thôi, em đủ. Ăn không mà chua á, chấm vô. Trời ơi, ăn nhanh lên bên kia nó còn hết rồi kìa. Trời ơi, sao bên kia nó ăn lẹ vậy? Bên em có máy bào mà. Hai cái. Bên em có máy bào mà. Hai cái. Ha ha ha!
còn nữa đâu kìa. À, thằng Huyên ơi, anh Hồng. Bỏ hộp chứ. Bỏ hộp chứ không? Không rồi, không có bỏ hộp đó. Bỏ không, 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 không. Cảm ơn nha. Rồi, đi, 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 đi. Đi. Ăn rượu, ăn rượu. Đâu vậy? Anh đi trước nha. Bỏ chữ tới liền, bỏ chữ tới liền. Qua cái để cho anh leo lên cái nữa. Leo lên trên đúng không? Anh thảy xuống không? Đúng rồi. Rồi leo lên luôn, leo lên. Chị em bơi cặp mép sông nha mọi người. Không thấy cứ thảy xuống sông nha. Thôi vô. Được rồi, vô đi. Em kéo cho anh rồi, em kéo cho anh rồi. Để qua đây cầm này, qua đây cầm này. Ôi. Ê sao nó lúng quá vậy? Đi đi xuống đi. Đi lên đường này đi. Lên đây nè, mình lên đây nè. Lên bờ đi Lâm ơi. Em ở dưới đây nha, cứ thảy xuống nhưng mà đừng thảy vô đầu em là được rồi. Làm nhanh em nha, đừng có điệu nha. Làm nhanh em nha, đừng có điệu nha. Ổn không Ngân ơi? Ổn, ổn, ổn. Làm những thoát nha anh em ơi. Nhiều nha chị ơi, nhiều nha. Ráng hốt hết nha. Ồ, cái này ngon quá. Ngân ơi, ơi. Vợ chồng mình nghèo nên cùng nhau nỗ lực. Ngân ơi, vợ chồng mình nghèo nên cùng nhau nỗ lực. Đúng rồi anh ơi. Những đứa con khờ làm động lực cho hai ta. Dạ. Dạ. Mai mốt đây khi vợ chồng mình té rồi. Té rồi. Té rồi. Vợ tôi té rồi. Ơi. Ôi ơi. Ôi. Ngọc ơi. Ngọc ơi. Kê kê lụm lụm, lụm ở dưới lên ơi, lụm ở dưới lên ha anh. Ngọc ơi. Đếm bao nhiêu trái vậy? Mấy trái nào mà nửa trái trở lên nó màu vàng rồi mới tính nha anh Hùng. Ok. Bên này nè, bên này nhiều lắm, bên này còn nhiều lắm. Đưa cây chanh. Còn 2 phút. Lùi lại, lùi lại. Rồi, được rồi, được rồi, Nan ơi. Nan ơi, phụ đi đủ rồi đó. Đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi. Quay về đi em. Anh đi về, em chèo về, tụi anh nè, tụi anh đi về á. Ngăn chèo vô cho leo vô anh. Thank you.
chúc mừng hai đội đã hoàn thành thử thách đúng giờ. Là đúng giờ quy định ha, Vi Tạp. Yeah. Đội tôi về trước mà. Và sau đây thì chúng tôi đã mời tới một vị giám khảo đặc biệt sẽ quyết định đội nào là đội chiến thắng. Xin được giới thiệu chú Nguyễn Văn Hoàng là chủ của vườn khóm. Xin mời chú xuất hiện ạ. Mời chú Hoàng ạ. Rót nước mời chú Hoàng. Là chú Hoàng đứng đây. Con người dữ Lâm nha. Dạ. Ê, làm gì à? Lâm. Ba em đây, ba em, chú Hoàng, ba em. Dạ, con mời chú uống miếng nước. Dạ, con mời chú. Đây là Lâm Tứ Dạ, chú, danh hài Lâm Tứ Dạ. Chú ăn thơm, con gọt thơm chú ăn. Cảm ơn. Dạ, chú uống miếng nước đi chú. Chú ơi, dạ. Nấu không chú? Dạ. Dạ, để con ra con gọt thử đi, cho chú ăn hỏi đi. Dạ, con chào chú, gặp chú con bị run quá. Trước khi đến với tiêu chí chấm điểm ngày hôm nay, con mời chú chia sẻ về bản thân mình một xíu ạ. Thì cái khu này thì đất phèn, cho nên bà con là trồng khóm là nó ngọt hơn mấy cái khu khác. Dạ. Cho nên là cái khu này thì đa số là bà con đó là trồng khóm để sống. Dạ. Rồi thổ nhưỡng, rồi dinh dưỡng ở đây nó có thuận lợi không chú? Rất là thuận lợi. Chú trồng nay cũng 10 năm rồi. Wow. Dạ. Dạ thưa chú, tụi con cũng giống như cây khóm. Tụi con cũng giống như cây khóm. Có thể chịu cực chịu khổ được. Dạ con thấy chú xúc động, chú cúi mặt xuống. Dạ con cảm ơn chú rất là nhiều. Mà mỗi lần chú giao lưu chú đều quay qua đây. Một cái hướng là hướng ánh mặt trời, đúng không? Còn bên kia dường như có một cái tia gì đó là đang chiếu mắt chú, đúng không? Làm chú không muốn nhìn qua. Không có, tại vì bên kia đang giao lưu. Chú coi cái đầu con nè, mồ hôi nó ướt hết trơn rồi nè, chú thấy không? Dạ. Ướt hết trơn luôn gì đó. Là tụi con thu hoạch là cũng chắc cũng chính xác đúng không chú? Dạ, bây giờ con mời chú nói về cái tiêu chí chấm điểm ngày hôm nay. Xin mời chú Hoàng một trao tay thật lớn cho chú ạ. À. Giờ chấm điểm thì nếu mà đội nào khóm trái nào dập thì không. Gãy cùi, gãy cùi không chú? Dạ, còn gãy cùi. Khi thu hoạch khóm thì khóm thì mình đốn mình phải thải xuống dưới mương. Dạ. Xong rồi mình vớt trịt vô xuồng thì khóm nó không có bị dập. Dạ. À, đúng nếu, vậy đó, đúng như chang luôn. Sao chú? Đây là chú. Cái trái này rất là ngon đúng. Nhưng mà nó bị sâu. Tại vì mình phải biết trân trọng gọi là sự vất vả nếu của bà con. Nếu mà bị sâu này là do trời nắng nám hư. Vậy vẫn chấm đúng không chú? Tuyệt vời thưa chú. Chú ơi, chú cho con xin hỏi cái trái nó gãy cùi là do người đốn chuyện của chú. Sao chú? Chuyện của chú. Bình thường đâu cái, được đâu nó bình thúi thường vậy chú ơi, tại vì người ta không biết nâng niu từng trái đúng khóm vậy của người dân, người ta trồng cực khổ đó chú. Mà khóm chính này là đã nếu cái trái khóm gãy cùi này là bán khóm vàng rồi đó. Nhưng mà vẫn tính được thì mình vẫn tính đúng không chú? Vẫn tính, vẫn tính điểm. Dẫn tính, dẫn tính điểm là... Đúng không chú? Dạ không ạ. Không ạ. Đó là chuyện của chú, để chú ra lời. Không chấm điểm được. Đó. Vỗ tay cho chú Hoàng mấy em. Tại vì nó là khóm vàng rồi. Dạ. Dạ. Hồi nãy là con có thải những trái nó vô sườn, chú biết rồi đó. Con mắt con nó bị lõn chú à. Con cố gắng con quơ vào. Nhưng thật sự mắt con không có thấy đường như người ta. Bây giờ con nhìn chú Hoàng mà nó nhòe nhòe, thấy bốn chú Hoàng nè, một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, sáu nè. Mắt con nó nhòe lắm, cho nên khi mà con thải nó lỡ thôi, chú thông cảm chăm trước giùm con. Chú Hoàng chứ đâu phải chú Hoàng đâu mà nhìn tùm lum thấy sao chú? Lát nữa kiểm tra, thí dụ như trái nào cảm thấy được thì lấy còn thấy, thí dụ như... Giống y chang ba con luôn á, trời ơi. Lấy không được, không lấy. Rồi thôi, bây giờ bắt đầu đi chú Hoàng. Rồi như trái này thì đạt yêu cầu, chính cái này là đạt yêu cầu. Dạ, tuyệt vời. Cái này cũng đạt luôn. Cái này chín hơn nửa trái rồi, đạt rồi. Yeah. Dạ. Là hai nè chú, hai nè. Các con đếm phụ chú nào. Rồi. Ba. Bốn. Ê, cái này hư mà chú Hoàng. Cái hư cái này là do trời nắng. Đúng. Anh ơi, trời nắng cái mặt anh còn nám muốn gì trái khóm của người ta. Cái này không được. Ba sao con lén lén con đưa ba. Ba con lén con đưa ba vậy. Mà ba còn làm như vậy. Làm như vậy. Ba nói không được. Ba không thương con rồi. Trái này vì biết sao nó dập vô thịt rồi. Dạ. Cho nên là trái này là bỏ đi con, bỏ đi. Không được. Dạ không được. 17 18 nó lớn thủ nè. 19 thua. 20 trăng tròn là tuổi con nè. 21 mấy người. 22 63, vỗ tay. 65. 27. 52, 53, 54, 55, 56, 57,
65, 66, 67. Đẹp hơn bên em thiệt. Và nhiều hơn nữa. Viết tay về hơn. Trước nữa. Nếu mà chấm điểm á thì đội này mười điểm. Còn đội ngoài màu đỏ thì thu hoạch ít hơn tí cho nên 9 điểm. Xin chúc mừng đội quê nhà, mỗi bạn nhận được một điểm rực rỡ. Và xin được cảm ơn chú Nguyễn Văn Hoàng đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Trời ơi, không biết bên kia làm ăn sao ta.